Chào mọi người, trong cái vlog ngắn kỳ này mình sẽ khái quát ra có hai cái loại tự kỷ ám thị. Cái loại thứ nhất là được phổ biến bởi người phương Tây, có nghĩa là tự kỷ ám thị dựa vào cái dục vọng, nuôi lớn cái dục vọng. Còn cái tự kỷ thứ hai là tự kỷ ám thị sử dụng cái lý trí, là cái ý thức, là cái thực có. Rồi bây giờ mình sẽ đưa ra cái ví dụ để cho mọi người hiểu. Đối với tự kỷ ám thị mà những cái người mà tâm lý học, rồi những người mà diễn giả, những người mà truyền động lực rồi đó, họ hay sử dụng á, đó là chẳng qua là nó nuôi lớn cái dục vọng có sẵn cho mỗi con người mà thôi. Chẳng hạn như là mình đang bị mụn ở trên mặt, cái mình tự kỷ ám thị là vào cái tiềm thức á, tôi tin rằng tiềm thức của tôi có thể khiến cho cái da mặt của tôi nó lành lặn trở lại, nó hồng hào, đẹp đẽ trở lại. Thì đó là họ nuôi lớn cái dục vọng, họ cầu nguyện để cho cái tiềm thức nó thực thi theo cái lời cầu nguyện của họ, thì chẳng qua là nó nuôi lớn cái dục vọng thôi. Mặt khác, tất cả những cái gì mà nó liên quan đến sử dụng cái dục vọng để mà ám thị á, thì nó đều là kích thích cái tiềm thức của mình. Chẳng hạn như là hãy tưởng tượng ra tiền đang ở trước mặt của mình, tưởng tượng ra số tiền mà mình muốn có trước mặt của mình. Thì khi mà mình tưởng tượng và mình thấy được nó như thật rồi á, thì mình sẽ có động lực để mình kiếm tiền để mình phục vụ cho cái cuộc sống của mình. Mình muốn mua nhà lầu, xe hơi, muốn có một cuộc sống sung túc rồi đó. Chẳng qua nó nuôi lớn cái dục thôi. Nhưng mà mấy ông phương Tây á, thì ông lại ca ngợi cái kiểu tự kỷ ám thị này, gọi bằng cái tên đó là NLP, lập trình ngôn ngữ tư duy. Hàng ngày thì cứ gieo vào đầu những cái ý niệm như vậy thì tiềm thức nó sẽ tạo ra một cái động lực. Thật ra cái đó chẳng qua nó là cái dục vọng thôi. Ai cũng có dục vọng có sẵn rồi. Còn cái cách của mấy ông chỉ là nuôi lớn cái dục vọng này để cho mình càng ngày càng tham vọng hơn nữa. Mình ham thích tiền hơn, thích cái cuộc sống xa hoa, sung túc, thượng lưu, để mà mình cố mình suy nghĩ ra những cái cách để mình kiếm được nhiều tiền. Thì cái tự kỷ ám thị đó là nó thuộc về cái nhóm một, để kích thích cái tiềm thức á, để mà nuôi lớn cái dục vọng hơn nữa. Còn cái nhóm thứ hai á, cái loại tự kỷ thứ hai á, là cái loại mà hoàn toàn sử dụng ý thức. Ý thức là cái mệnh lệnh của ý thức, chứ không có cầu khẩn, không có mong mỏi, mong muốn được gì hết. Chẳng hạn như quay lại cái ví dụ về tiền đi, thì đối với trong khi cái nhóm thứ nhất á, thì nó nuôi lớn cái dục vọng, nó muốn kiếm tiền vì cái động lực của nó là sẽ xây nhà, người sẽ mua sắm bất kỳ thứ gì mà không cần lo về giá. Đó là cái nhóm thứ nhất. Còn cái nhóm thứ hai á, là nó sẽ thấy được rằng cái tham vọng của mình á, cái mong muốn của mình á, đó là dục vọng, và nó sẽ sử dụng một cái ý chí để mà nó diệt trừ cái gốc tham đó. Giờ kia đó nó tạo ra cái lực của riêng nó, là lực của ý thức và lực của nghị lực của ý chí. Đó là hai cái sự khác biệt hoàn toàn, nó trái ngược nhau 180 độ, không khác hoàn toàn luôn đó. Nhiều người ta không biết thì ta tưởng tự kỷ ám thị là chỉ có một cách là cứ lẩm bẩm một cái câu nào đó trong đầu rồi cứ tưởng tượng ra. Cái đó chẳng qua là do mấy ông phương Tây viết sách rồi phổ biến qua những chương trình đào tạo, những cái buổi thuyết giảng, rồi thuyết trình, rồi hội thảo làm giàu, tư duy thịnh vượng, tư duy triệu phú rồi này nọ. Chẳng qua là mấy ổng là những cái con người đời, người phàm phu tục tử, nên họ chỉ có thể hiểu theo cái cách nuôi lớn cái dục vọng có sẵn thôi. Nó hoàn toàn nó mượn cái lực của dục vọng để mà nó thực hiện bằng cái động lực của dục thôi. Còn cái tự kỷ ám thị mình đúng theo của nó là nó phải đi ngược lại. Rồi cảm ơn mọi người đã theo dõi cái vlog ngắn này. Nhớ like và subscribe để cùng tìm hiểu và ứng dụng thực tiễn cái phương pháp tự kỷ ám thị chính thống nhé. Rồi cảm ơn mọi người.